viếng do trưởng lão hòa thượng Thích Chí Quảng, phó pháp chủ, chủ tịch hội đồng giám luật hội đồng chứng minh, trưởng ban lễ tang dẫn đầu với sự hiện diện của trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dũng, phó pháp chủ kiêm chánh thư ký hội đồng chứng minh, cùng trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đàm, trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh, đồng phó pháp chủ và chư tôn giáo phẩm lãnh đạo hội đồng trị sự. Trước giác linh đài, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch, chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu kim quan, tưởng nhớ công hạnh và thành kính ghi sổ tang lưu niệm.